Rồi, ăn thôi các bạn. Đầu tiên mình sẽ nếm thử cái phần nước lèo nè, để xem sau một năm coi như thế nào. Màu rất là đậm ha. Nước lèo đậm đà các bạn, đậm đà nha. Đậu phộng nữa, làm cho nó béo béo, chút xíu đó cay cay tê tê. Đó, bên trong đó các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn cái phần bột nha. Cái lớp vỏ bột nè. Chỉ nói là bánh bao này là nhà chỉ làm luôn á, chứ không có mua bên ngoài. Cái vỏ bánh ngon các bạn, không có mùi khai, cái vị nó ngọt ngọt nha, xốp. Chào các bạn, hiện tại là khoảng 7 giờ tối ngày 11 tháng 12 năm 2019 và mình đang có mặt ở trên đường Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8 ha. Tối hôm nay thì trời lạnh lạnh và thực sự là mình bị cảm rồi, giọng hơi khàn. Khi mình bị cảm á, thì mình thích ăn một cái món gì đó nóng nóng. Và mình quyết định tối nay mình sẽ đi ăn món hủ tiếu sa tế nai. Nói về hủ tiếu sa tế nai thì mình đã từng ăn ở tiệm 36 Gò Công nè, quận 6. Rồi gần đó có tiệm trên đường Gia Phú, quận 6 luôn. Và một tiệm nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Sau cùng là tại nhà hàng Ngân Đình của khách sạn Windsor Plaza. Trong bốn nơi đó thì mình thích hủ tiếu sa tế nai trên đường Gò Công và đường Gia Phú. Tối hôm nay thì mình sẽ đi đến một nơi khác nằm trên đường Lê Quang Sung, chính xác ở chỗ 311 Lê Quang Sung, quận 6 để ăn hủ tiếu sa tế nai. Lý do mình chọn Lê Quang Sung là như thế này. Đầu tiên nó sẽ là một nơi mới, một cái tiệm mới ha. Thực tế thì gọi là mới thì cũng phải gọi là mới. Khoảng đây khoảng một năm trước á, mình có đến Lê Quang Sung để ăn rồi, ngon. Tuy nhiên lúc đó mình mới làm YouTube á, và ghi hình rất là tệ, do đó cái video đó gần như là mình đã hủy đi rồi. Hôm nay mình sẽ trở lại để ghi hình cái tiệm hủ tiếu sa tế nai ở 311 Lê Quang Sung. Điểm thứ hai là chỗ là tiệm này họ mở cửa vào buổi sáng, rồi chiều tối, thậm chí theo mình biết á, ở trên website họ để là mở cửa tới 1-2 giờ sáng luôn. Do đó các bạn nào đi ăn khuya có thể ghé qua nơi đó. Và hôm nay là ngày 11 tháng 12 ha, còn 13 ngày nữa là Giáng sinh. Cái khu vực đường Phạm Thế Hiển này sẽ rất là đông. Ngay bên phía tay phải mình đây chính là nhà thờ Bình Thái. Mình nhớ là Bình Thái nha. Mình mời các bạn vô trong nhà thờ nha, xem hang đá chút xíu. Rồi sau đó mình sẽ đi đến tiệm hủ tiếu sa tế nai ở số 311 Lê Quang Sung. Chạy tới đây là đường Hải Thượng Long các bạn. Và ở đây rất có không khí mùa Giáng sinh luôn. Ở đây họ bán rất nhiều đồ trang trí Giáng sinh ha. Đặc biệt là bên phía tay phải mình nè. Đèn lấp lánh luôn. Và bên kia chính là chợ Kim Biên ha, lấp lánh ánh đèn. Giáng sinh tới rồi. Sắp tới cuối năm rồi các bạn ơi.
Đây là bên trong của tiệm hủ tiếu Satay Night Lâm Phát Ký ha. Địa chỉ lúc trước là 311, hiện tại di chuyển qua 309 các bạn. Rồi, mình sẽ gọi tô hủ tiếu Satay Night. Dạ, Satay Night, bên trong là bò kho ha. Em nhớ là em lộn, em nhớ bữa cái xe nó nằm ở số 311, di chuyển qua đây lâu chưa chị? Mới dọn qua. Mới dọn qua hả? Tuần lễ, may quá. Vậy cái cô đó cổ còn bán không chị? Dạ, cổ đi vô em nó bán buổi sáng giờ bán nguyên ngày. Ờ, hai chị em chia nhau bán nguyên ngày luôn. Ở đây bán tới mấy giờ sáng chị? Tới 1-2 giờ sáng luôn. Cái phần này là hủ tiếu gì chị? Tiếu tôm mực á hả? Ờ, tiếu tôm cầm, dạ. À, hủ tiếu thập cẩm. À, hủ tiếu. Rồi. Nhanh quá, không yên kịp. Rồi. Ok. Buổi sáng là bán từ mấy giờ tới mấy giờ chứ? Sáng 5 giờ, bán tới 1-2 giờ trưa. Rồi. Chiều là 4 giờ hả? 4 giờ, đúng rồi. Dạ, tép mỡ nhiều. Rồi, em tép mỡ nhiều luôn. Không làm danh là bán đắt là chết luôn á. Chết luôn hả? Ok. Bán chậm. Và đây là tô hủ tiếu Satay Night của giá 48.000 đồng các bạn. Như là tăng lên khoảng độ 3.000 gì đó. Rồi, ăn thôi các bạn. Đầu tiên mình sẽ nếm thử cái phần nước lèo nè, để xem sau một năm coi như thế nào. Màu rất là đậm ha. Nước lèo đậm đà các bạn. Đậm đà nha. À, đậu phộng nữa, làm cho nó béo béo. Chút xíu đã cay cay tê tê. Bây giờ mình xốc cái cọng hủ tiếu lên. Bạn nào thích ăn cay hơn có thể cho thêm sa tế. Bản thân mình thì thích ăn cay. Do đó mình sang cái phần ớt sắc. Hơi ồn chút xíu các bạn nha. Đây còn hủ tiếu và cái phần thịt nai, mình sang hủ tiếu nai. Ở đây như một số tiệm khác nè, có dưa leo nè, cà chua nè. Cộng hủ tiếu nhỏ các bạn, ăn chung cái phần nước lèo này ngon. Thịt nai mềm, ngọt thịt. Mỡ hành ăn rất là đã rồi ngon. Dưa leo chín chín, cà chua chín chín, ăn giòn giòn sực sực nha. Nhìn chung là cái tô này ngon. Để mình chấm thêm cái phần nước chấm nè. Đó. Nước chấm ở đây có vị chua chua ngọt ngọt. Mình cho thêm ớt vào nữa, cay ha. Thì hỏi chỉ cho nó là nước mắm me. Khác với một số nơi như Gò Công và Gia Phú thì họ sử dụng nước mắm gừng nha. Củ ghiền chứ, mình lộn. Ở bên kia nó sẽ có một cái mùi thơm của ghiền rất là đặc biệt. Ở đây là sử dụng me. Đó, các biệt cơ bản là vậy. Cái phần sa tế xả này mặn và cay các bạn nha. Cay nhưng mà nó sẽ mặn đó. Mà trong khi cái tô hủ tiếu sau thế này đã đậm đà rồi. Cho nên mấy bạn dùng phải để ý nha. Sợ đem vào thêm nó sẽ mặn đó. Mình thì thích ăn cái phần ớt sắc rồi cay. Rồi, mình ăn hết cái tô hủ tiếu sau thế này này. Nói chung là kiểu gia đình thân thiện ha. Ủa anh không còn bán bánh bao nữa hả? Hồi trước em nhớ có bánh bao đúng không? Ờ, bên ngoài hả? Dạ. Và đây là phần thực đơn của tiệm Lâm Phát Ký nè. Hủ tiếu Satay Night 48.000 ha. Hủ tiếu mì thập cẩm 38.000. Hủ tiếu xương 33. Hủ tiếu bò kho 38. Có nghĩa là trong cùng giá mềm. Hủ tiếu thịt heo 28.000 đồng thôi. Hủ tiếu xá xíu 33, hủ tiếu hoành thánh 28, mì sủi cảo 38, phở bò viên 38, bánh bao xá xíu 18, rồi bánh bao muối, cho là trứng muối 16, bánh bao trứng cút 14, điểm tâm 1/20.000, xíu mài bánh mì 15.000 đồng. Cái giá này giá mềm các bạn cho phần ăn sáng nha. Bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ gọi thêm một cái phần bò kho ăn với bánh mì. Đó, ăn luôn một lần luôn cho nó đã. Thôi. Rồi, ok ha. Ok dạ. Rồi. Chế làm mấy bát cho nha.
Ồ, em ăn thử rồi đó chứ em ăn thử ngon ngon luôn rồi. Ăn này ghiền luôn. Em lấy cái phần nào nó có cái mỡ mỡ có sụn sụn gừng gừng chút xíu à chứ. À, thì cái này nó dính chùm nha. Dạ. Đó. À, ok ha. Mấy bạn nghe rõ ha. Tô bò cỏ không này 25.000 đồng nè. Ở đây được 4 cục thịt thì phải, cũng khá là lớn. Mình sẽ chấm thêm cái phần bánh mì nữa. Dạ, ăn thôi, đợt trước mình không ăn cái món bò kho này. Đây phải chấm muối tiêu với chanh với ớt mới đã. Không biết có muối tiêu không? Chắc có. Đợi mình chút xíu. Đây, mình gấp hai cái phần thịt bò ra mấy bạn xem. Bò kho đó. Phần thịt bò ăn ngon các bạn. Nói chung là mềm ha, thơm nha. Nó cũng xé từng sợi sẽ dai dai nữa. Cái phần mỡ cũng ngon. Tuy nhiên cái phần nước lèo này thì chỉ mức độ bình thường thôi các bạn. Mình nói là bình thường nha, không có đạt được tới cái độ ngon của cái món bò kho như mình mong muốn. Chắc là mình sẽ không ăn bánh mì đâu, bởi vì cái phần nước lèo này nó chưa đạt được cái vị như mình mong muốn. Mình chỉ ăn cái phần thịt thôi. Đó, để cảm nhận cho các bạn biết. Đó, mình sổ mũi rồi. Có thể là mình sẽ gọi thêm một cái bánh bao. Bánh bao trứng muối. Ăn nửa cái cũng được nữa, rồi mang về. Đây là cái bánh bao trứng muối 16.000 các bạn. Mua ăn thử luôn. Sẵn làm video phải làm luôn một lượt. Đó, khổ ghê không? Mình sang một phần thôi, mang về. Để mình bẻ nó ra mấy bạn xem nha. Bánh bao trứng muối. À, đó, bên trong đó các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn cái phần bột nha. Cái lớp vỏ bột nè. Chỉ nói là bánh bao này là ở nhà chỉ làm luôn á, chứ không có mua bên ngoài. Cái vỏ bánh ngon các bạn. Không có mùi khai, cái vị nó ngọt ngọt nha, xốp. Cái phần nhân thịt heo này nó đậm đà. Ở đây mình cảm thấy là họ nghiêng về cái phần độ đậm đà của cái nhân hơn. Phần trứng muối thì bùi béo rồi đó. Mình cảm thấy là cái phần bánh bao này ngon. Đối với mình là ngon á, 16.000 là ngon. Bán đem mùi về thì một cái nữa cho nhà. Và đây là ly nước sâm nhà nấu nè, 5.000 đồng. Để mình quay luôn cái phần thực đơn thức uống cho bạn xem. Giá mềm các bạn. Sting có 12.000 thôi, nước ngọt 10.000 nè, cà phê sữa đá 10.000, cà phê đá 8.000, trà Lipton 8.000, nước sâm 5.000, đậu nành 5.000, trà đá 2.000, khăn lạnh chỉ có 1.000 thôi các bạn nha. Nói chung là họ đi về hướng bình dân. Tháng 12, bữa nay trời lạnh lạnh thôi chứ nó bớt lạnh hơn so với hôm qua và mấy ngày trước. Cái phần nước sâm rong biển này, cái mùi rong biển thơm nè bạn. Tuy nhiên cái vị ngọt nó hơi lạ lạ nha. Cái vị đường, cái đường mà họ sử dụng trong cái nước sâm này mình cảm thấy là lạ lạ sao á. Nếu mình nghĩ là mình đến đây mình sẽ uống Sting hoặc là uống nước ngọt. Mình đã ăn xong cái phần hủ tiếu sa tế nai và đã rời xa tiệm Lâm Phát Ký ở số 309 Lê Quang Sung ha. Và sau đây là những nhận xét tổng thể cuối cùng của mình. Đầu tiên là điểm mình thích là giá cả. Phải nói là giá cả đây rất là mềm. Như bạn thấy á, có những cái món thức uống mềm và cái giá của cái tô hủ tiếu sa tế nai cũng mềm hơn ở một số nơi khác. Điểm mình thích thứ hai đó là sự thân thiện của họ. Phải nói là gia đình đó thân thiện, vui tính. Rồi điểm mình thích thứ ba ở tô hủ tiếu sa tế nai về chất lượng thịt nai. Mình thấy cũng tương đương 19-10 với tiệm hủ tiếu Satay Nai ở số 36 Gò Công. Tuy nhiên về cái phần nước dùng, nước lèo á, thì họ nghiêng về cái độ đậm đà hơn. Và bởi vì nó đậm đà cho nên nó sẽ có một chút xíu gì đó mặn mặn. Ăn chung với hủ tiếu thì ok. Tuy nhiên lần trở lại lần này mình cảm thấy nó không có xuất sắc các bạn. Mình vẫn nghiêng về cái độ nước lèo của 36 Gò Công và tiệm Gia Phú ở quận 6 ha. Rồi điểm cộng nữa, điểm mình thích nữa chính là bánh bao ngon. Và cái giá thì mềm nữa, 16.000 ăn được các bạn. Bây giờ là những cái điểm mình cảm thấy chưa có đạt tới nè.
Phần hủ tiếu bò kho, mình chỉ gọi bò kho này ha. Thịt bò kho nói chung ăn ngon, ok, mềm dai thơm thì có đủ đó. Tuy nhiên lại thiếu đi cái phần gân, cái phần nói chung cái phần gân nó, phần mỡ mỡ trong cái phần thịt bò nó sẽ ngon lắm, không có. Và cái phần nước bò kho thì rất là bình thường, và nó hơi có nghiêng những cái nó bị mặn nữa, cho nên mình không có thích cái phần nước bò kho đó. Rồi sau đây là điểm trừ, thực sự đây là điểm trừ mà mình cảm thấy không có đáng, là đối với những người đi quay phim á, thì họ có được một cái lợi thế là họ đứng gần cái người bán, cho nên họ quay cái cận cảnh, mà các bạn thấy là ngay cả khi mình đứng cận cảnh, mình đứng ghế bên thì chỉ vẫn sử dụng cái tay để bóc cái phần thịt này. Thì đôi khi ở nhà chúng ta có thể cũng sẽ làm, nhưng mà thường là chúng ta sẽ sử dụng cái muỗng hoặc là cái đồ gấp để gấp. Thì đối với một người ăn á, khi mà họ dùng cái tay họ bóc cái phần thịt á, thì tự nhiên mình giảm đi một cái điểm rất là lớn. Về cái vấn đề vệ sinh thì nói chung là mình thấy là tươm tất ở mức độ hàng quán thôi. Họ làm lúc mà chỉ bóc cái phần thịt nai các bạn, sao là nếu như là tiềm thức gì họ cảm thấy cái đó là rất là bình thường. Nhưng mà đối với một số người mà phải nói là phần đông, chứ chúng ta yêu cầu cái chuẩn vệ sinh cao về mặt hình thức nữa, thì nó sẽ không có đạt ha. Đó là cái tại vì mình có được cái góc nhìn cận cảnh, còn đại đa số thì ngồi ăn thì chắc chắn sẽ không thấy đâu. Mình cảm nhận là ok, thèm hủ tiếu satay nai, nếu Gò Công Gia Phú không còn bán, có thể ghé lên Quang Sung ăn chủ yếu satay nai nha các bạn nha, và cái phần bánh bao. Rồi đơn giản vậy thôi, chứ không hẳn là xuất sắc. Lần trở lại lần này mình cảm nhận, tại vì mình đã đi ăn khoảng 4-5 chỗ rồi, cho nên cái yêu cầu của mình cũng sẽ cao hơn xíu nữa. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp ha. Đây là phía trước chợ Bình Tây hay chợ lớn đó, và cái con đường này buổi tối bán rất nhiều gọi là bánh tráng trộn ha. Việt Nam bây giờ là nói chung trong chục năm đó ở đây nè, các bạn trẻ rất thích ăn bánh tráng trộn. Mình thì không có mê món này, mà đôi khi ăn cũng thấy rất là ngon các bạn. Còn cái nguyên liệu bên trong thì nó đủ thứ hết à. Rồi thôi chúng ta về thôi ha. Mình nói thêm chút xíu các bạn về vấn đề dùng tay bóc thịt á. Mình có góp ý với chị, thì nói chung là khi mình đi ăn á, gặp chủ mà thân thiện dễ chịu á, thì thường là nếu cần góp ý thì mình sẽ góp ý luôn đó. Hơi tiếc một chiếu, thực sự mà nói là ở Việt Nam chúng ta hiện tại về vấn đề hàng quán nè, thậm chí luôn nhà hàng luôn, về cái chuẩn vệ sinh và cái chuẩn thành thức của họ chưa đạt tới. Cái này là phải chịu thôi. Thực ra cái văn hóa xả rác hay là cái hình thức vệ sinh chắc còn phải thêm vài chục năm nữa chúng ta mới thực sự thay đổi nhiều.